Bài thơ Ngũ Long của Nguyễn Khắc Tú, Thu Thủy diễn ngâm. Đây là những người phụ nữ của nhà tôi, chỉ cả 70, út thời hơn 50. Tiết thân mình về thăm quê cùng một lúc, thăm viếng tổ tiên, thăm lại chốn quê nhà. Những phụ nữ nhà tôi đã lên chức bà, nay đã thật đi qua một thời xuân sắc, một thời vinh quang và một thời khó nhọc. Nay đã về bên kia mái dòng phải chăng? Phúc phần làm sao khi chỉ ngả em nâng, không có cần rằng chia uyên rẻ thuy, không có cần cuộc đời của ai mặc kệ, mà kỷ cương nề nếp vẫn giữ vẹn toàn. Nay Ngũ Long công chúa quyết chí lên đàng để cùng về thăm quê cha và quê mẹ, để nhìn lại cuộc đời gian nan dấu bể và yêu thương thêm xứ sở đất hồng lắm. Đã bao năm rồi phiêu dạt đất phương Nam, nỗi nhớ quê mân răng ma da diết thề. Ngũ Long quyết lên đường đi về quê mẹ, thỏa ước mong năm tháng chỉ êm hèn. Con đò đi xa rồi cùng trở lại bên mẹ, quả chết 3 năm rồi cùng quay đầu về núi. Gặp nhau ở quê hương mừng mừng tủi tủi miệng cười tươi, mà nước mắt cứ chảy hoài. Hẹn lần sau về con cháu cùng đông vui, rồi cứ đếm được bao lần về nửa nhị. Trời mà thương cho chị em ta sức khỏe, thì ta lại cùng sắp xếp để về quê.